Rồi. Bữa nay bà cố gắng lên nha. Cũng nằm bà con bà khía kìa. Bà con bà khía đó. Thấy xe lại chắc lại nó rồi, bữa giờ chưa ghé. Ai cùng đi ạ. Khỏe đó, đâu bán cạnh quay học trước á. Giờ trước khi làm mình hướng phong trào đi vô chút nha, vỗ tay, vỗ tay. Có bà Sáu bị liệu đây cũng vui. Khỏe không? Khỏe. Chọc không quánh đi. Quánh, quánh bà lưng y chứ đừng quánh cái bệnh nhân nha. Bệnh nhân mạnh lắm à. Đó mình nhân là khó làm gì thì khỏe được đâu có tắm ai kêu mà người kêu mà tắm ta thở khỏe không thôi ừ. Dục cái ghế bỏ đâu có dục thấy không, cứ dục ghế đâu có dục không đó hả mẹ nó chăm những thưa chiếu cố lên, gắn lên, chịu đựng lên. Tại đó, thưa kim chứ đất mới. Gắn chút lên. Thôi. Gắn lên. Không. Đau gì mới hết á. Đau chứng mệt lắm. Khều không à, chỉ khều không mà đau cả đó. Ừ. Cảm giác cũng đỡ rồi. Tại vì cái người bệnh mà... Có cảm giác phải không? Ừ, cảm giác rồi. Thôi, cái một tay rồi. Thôi. Gắn lên, gắn lên. Gắn lên chị, gắn lên, đặng bồng con ha. Gắn lên, cố gắng lên nha. Tay bằng con nè. Ừ. Mấy cái tay nè, cái tay đánh nè. Gắn lên, gắn lên. Nè, chị nằm gắn lên nè. Không. Em đang chị ngồi vậy, đang chia em mới ăn cơm được nha. Chị ngồi ăn cơm được cho nó sạc nữa. Nếu không chị ngồi chị ăn cơm, chị nằm ăn cơm mà nó sạc nữa kìa. Sạc thiệt á. Nằm ghiếc nó lỡ cái lưng hết trơn nè, thấy không? Con nè, nằm ghiếc lỡ lưng nè, con thường xuyên đỡ mẹ nha. Nó nằm đỡ mẹ, nè, lỡ lưng hết trơn nè, hầm nè. Nó hầm lỡ chân luôn nè. Trong khi kêu bà Sáu ơi, dùng dở. Thôi. Gán lên chị em làm nhẹ cho. Nè, như con làm cho cô nè, cô không có con làm cho cô thấy đau không? Đây, không. Thử cái này không liệu. Nha, cái này đây, cái này nó mới đau nè. Để yên. Nè, con làm cho cô về có đau không? Không. Nó làm cho cổ về cô chịu không nổi nè. Thấy không? Cái người bệnh đau. Người bệnh nó phải đau rồi. Không phải đây nè, con ý con nói là làm cho chị đau như vậy nè, hiểu không? Làm cho cô có đâu có đau đâu nè. Không. Đó, nhưng mà cô này cổ đau có nghĩa là cổ bệnh nhiều. Hiểu không? Con nói rồi, cô hiểu chưa? Phải đánh cho. Cố lên. Khuyên cố lên. Kìa bà Sáu lấy chéo hắt tóc giùm đi. Kìa, có mẹ ngồi cái bên đó kìa. Kìa đừng hắt tóc kìa. Cầm không cho cái cho hắt tóc đó kìa, để như vậy tóc như vậy đó. Hớt đi, hớt cho nó khỏe thôi. Cho nó khỏe, rồi nó cho nó sáng phủa nó. Không. Chỉ khều không mà đau à. Đau quá. Không. Cái cột giòn. Cái cột giòn nó tại dân còn nó cầm giác đỡ đó. Có cầm giác là đỡ. Không có cầm giác là mình không biết mình sao đó. Nó liệt cái nó liệt mới không có giác mà có cầm giác được là nên mừng đi. Không có cầm giác được. Có cầm giác thì đỡ hay con cháu ơi. Chứ người bình thường quánh là mình đau phải không? Hôm nay quánh không đau đâu được. Cười mà Sáu cười. Con sợ bà Sáu ngồi gặp mình. Bệnh mà có người giải tỏa tâm lý rồi cười vui nữa không mau hết bệnh nữa thôi luôn á. Chứ cần cổ nè, cần cổ cứ lưng gục đầu hoài nè, làm cho nó cần cổ ngóc lên được nè ha. Cần cổ cứ ngóc lên hoài. Trong khi ha, tôi lại tôi bóc hoài. Cúi xuống. Này cần có người trị liệu đó. Còn nhung còn ấy, còn đuổi ngoan kế. Cũng mỡ vậy. Thương ngọt ấy đau thì mày phải mình đúng hết rồi. Bệnh nó mới đau nha. Bệnh nó mới hết đau. Đúng rồi vậy. Tóm á. Gán lên cố gắng lên. Có ý chí lên, có ý chí có nghị lực lên. Ha. Thầy thuốc chỉ hỗ trợ cho mình thôi nhưng mà nghị lực là do nơi chị ha. Lấy cái gối lại kê cái tay cho chị. Xếp cái gối vô. Cuốn cái gối lại, cuốn tròn lại. Rồi hai cái gì đó để. Rồi cho chị ôm.
để cái tay đó co hoài, để co hoài không được ha. Kiếm đó, mua cái banh, mua cái banh nhỏ làm liền đi. Người đâu phải đốt tàu hũ đâu, cái chanh bự dễ con, chứ chanh nước á, chanh tròn bự á, con lấy cho mẹ cầm. Chanh là dễ nhất, dễ đi lấy cho cái tay mẹ cầm. Để cái tay nó co lại luôn á. Rồi bây giờ có cảm giác co lên được hết nữa. Rồi cho bác cầm. Để tay vô tay kia, cầm. Để tay kia để vô nhé, cho tay kia. Đang đừng cho đừng cho nó quíu. Ừ. À, đúng rồi đó. Mai mốt á mua bằng bốn một cái rồi. Có muốn ăn không? Biết mày á mày. Đau mới hết. Gắn đi, 10 15 phút nữa là nghỉ rồi đó. Đau mới hết. Nãy giờ là hơn 70% đoạn đường rồi đó. Bây giờ bữa nó mới vô nữa. Nó, vài bữa mới vô nó, ăn bữa nào. Làm chừng nào hết bệnh mới thôi. Chút xíu nữa con cho số điện thoại của con. Nè, để đây đây. Số điện thoại của con là 0985. Con lấy cây viết ghi đi con. Có cái máy kìa nó bấm. Rồi, con bấm vô nè, 0985. 113. Rồi chưa? Rồi sao? 363. Quên quá nhà 363 410. Dạ, con. Rồi con lưu tên là thầy Hiền. À. 113. Thầy Hiền Sóc Trăng. Tâm. Gắng lên chị, em làm nhẹ lắm rồi ha, cố gắng lên, mình phải có nghị lực. Em chỉ vô là người hỗ trợ cho chị. Bản thân chị phải có kiên trì, có nghị lực. Rồi chị phải kiên quyết lên là chị đó. Chị phải có lòng tin ở nơi bản thân chị phải cố gắng. Rồi sau đó chị mới thể đi đứng được. Bản thân em chỉ vô đây để hỗ trợ cho chị thôi. Quan trọng là chị phải có nghị lực ha. Cố gắng lên, mình bệnh mình đã nằm xuống rồi, là nó liệt rồi, có nghĩa là mình đã thập tử nhất sinh rồi. Phải không? Bây giờ không còn sợ gì nữa, mình đã chết đi sống lại hai lần rồi. Đúng phải rồi không? Chị đã chết đi sống lại hai lần rồi, chị đã giật lại cái sinh mạng của chị, sự sống của chị với tay tử thần hai lần rồi. Bây giờ chị không còn sợ gì nữa hết. Cái đau này nó đâu là gì đâu. Còn nếu như mà chị không có nghị lực thì chị đã hai lần, bây giờ chị một cỏ rồi. Bây giờ là chị ra một ruộng nằm chỉ một cỏ rồi, bây giờ chị có nghị lực lên. Chị còn mấy đứa con nhỏ của chị, còn đứa con nó mới mười mấy tháng nè. Nó đang chờ chị ẩm bồng hay nó chờ chị săn sóc cho nó. Từng bữa ăn, từng bữa ngủ. Gán lên. Cầm. Cầm cái chanh lại. Cầm. Cầm cái chanh. Cái chanh nó bự quá à. Đúng nó không được đâu. Con lớn mỏ em ơi. Vậy lấy chanh nhỏ đi con. Chanh mà bự nhỏ thì nhấp. Chị Sáu. Thôi, chị Sáu chị đó không tận đâu. Không có chị Sáu chị gì hết á. Để đi, người ta đau, người ta la mà. Kệ, đau la. Cho kêu la, la vừa khỏe. Chứ mà người cắn răng chịu đựng. Còn mẹ. Chút xíu là nó bớt đau lại, mới làm thì nó đau vậy đó. Mà chút xíu lại là bắt đầu khi nó mềm lại. Khi mà nó thông rồi là nó thông rồi, nó khỏe à. Bà Sáu là cười nữa rồi đó. Ở người bệnh có bà Sáu là giúp vui là khỏe mau lắm. Khỏe lại mỗi ngày đó. Dạ. Cô lấy cái vỏ dưới đó. Đây con lấy cái tờ đi. Nó còn đắng Dương anh Trần lễ nó là đi được rõ 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 đau vậy. Thôi. Gắng lên. Cố gắng lên nha. Đó, thương và ấm. Đau mới hết. Ôi, đau gì đâu. Nó có đau. Tụi mình mấy cổ giờ là nó ê ẩm hết trên toàn thân rồi. Giống kiểu như mà giật giả với căn bệnh đó. Giật giả căn bệnh cái sự đau nhất của cơ thể. À, đỡ chứ ngồi vậy. Ờ, đỡ. Ôi, gán lên, chút xíu nó xong rồi. Kìa, khóc, người ta cười á. Lớn rồi. Còn hơn con nít. Ồ, đúng rồi.
con mà hơn con nít ăn tẹo, muốn ăn tẹo á. Thế bà Sáu dỗ bệnh nhân không? Bà Sáu này đi nuôi bệnh là cứ thừ đó. Còn hơn ăn tẹo đâu, muốn ăn tẹo không? Đó kìa, con nít nó không có khóc nữa, mình người lớn thôi. Rồi bây giờ cho chị bây giờ ấy xong rồi quay cho chị ngồi. Nằm chiếc chân lên. Chặn đầu nắm cho chân cho giữ. Rồi bây giờ cô nhóm cái đó đi, con cho cổ ngồi. Lấy rồi không kìa. Ê, nghe lắm rồi, ngồi lên mặt mày đỏ. Rồi còn tóc cao lên đi. Rồi tóc lên, gọn lên. Nó bây giờ chị ngồi được rồi đó. Khỏe mạnh đi bồng con rồi nữa. Sao nó ngồi được đó, hết ngã rồi đó thấy chưa? Rồi hết ngã rồi kìa. Hết ngã rồi. Bữa hổm phải vịnh phải không? Bữa hổm lần đầu là vịnh đó. Bà tôi ngã lại đi. Tôi ngã lại. Tôi ngã lại, bà Sáu ngã lại rồi. Sao ngã? Mệt đúng không? Chăm sóc mệt quá. Bà Sáu chăm sóc mệt quá ngã lại. Mới tóc cao lên. Khỏe là. Đang tóc cao lên, cũng nguyên cục bới lên vậy đó. Lấy cái lược đâu, chảy cho nó gọn lại. Chảy cho nó gọn lại, cái sạch sẽ lên. Cầm này cả. Rồi ấy đi con vịnh ai, không cho nó. Đó. Mày làm bá liệu hồi nóng đầu. Cười nghe mà hồng hào rồi đó, thấy không? Ok rồi đó, thấy vậy là có thằng tiến triển rồi đó. Thấy mồ luôn nè. Có tiến triển rồi đó. Tuổi nè. Bắt lên gì? Mấy con nít bắt lên cho nó cao lên cho. Đánh ta lộn cổ nè. Rồi để cho cô kêu bới kìa, thấy tay chân dùng dây vậy. Ô, nhiều nó biết bới. Thiệt là tình, biết bới không? Biết. Biết bới cơm phải không? Biết. À, bệnh mà chăm sóc mà nhiều người lại vậy là tinh thần khỏe lắm. Không ba bốn người mới tóc cho hạnh phúc ủng hộ tinh thần. Rồi thấy thường rồi xong tóc đây. Bệnh mà có người lại hỗ trợ thì quá tốt rồi. Tập trung nha nè. Tập trung. Rồi cái đầu hết nè, buông tay đi. Bà hổng ngã lên nó xuống ha. Chỉ dĩnh mới được. Mất rồi, có cảm giác. Cảnh này cho cảnh giác. Nát rồi đó, tôi nát. Tôi nát. Giờ nhìn thẳng trước rồi. Mơ mục bạc ngã, mạch mơ y sáu rồi. Rồi cúi đầu xuống. Cúi đầu xuống. Ôm cho. Buồn. Cúi đầu xuống, nhìn thẳng trước rồi, nhìn bình nước rồi. Nhìn bình nước rồi, nhìn bình nước lọc á. Nhé. Cúi xuống. Cúi xuống chút nữa. Cứng hàng đây. Nó cho bà cứng. Dịnh rồi hả? Dịnh. Bà Sáu đứng vậy dịnh cho. Dịnh hai bây giờ hai bên. Ừ. Biết bà Sáu hả? Nãy giờ đó, trời ơi, bị bà Sáu. Nãy phỏng vấn bà Sáu hết tầm 10 phút rồi. Có bà Sáu vui vẻ, người bệnh cũng mau hết nữa nè. Bà Sáu liệu dục mấy cái bệnh ra hết nha. Đừng quan đồ nha chứ. Cầm phận, kỳ thơ mày cái thơ, mày cái thơ cầm ở dân phận. Cầm phận, dân thoại mày á. Dùng cái anh đó. Đó, rồi. Đó mày nhá. Mẹ bẻ cái gốc một cái rồi đó. Anh cứ đó ừ. Cần mày nghe kia đấy. Giỏi. Nghe gì? Mẹ anh ngỏ còn nhớ cái rồi con mau xài cái cái hoa dương hà xài cọp á, ở xài cọp á thì có má anh con rồi mạnh ngay chứ mà
Ngẫu tủng mặt con thị chua bánh. Họ câu khi giật nào mỹ cũng thừa hay đó bố lỗ mẹ lại trong cứu mấy anh ông mẹ lại trong cứu mấy không chiều. Sáng chăm cứu mấy giờ ở chiều chiều mấy giờ hết kịch bạc lĩnh trong cứu lại ngã chú này nói là trong cứu ở đâu có đâu đó trong cứu bị bạn không có được đâu chiều cái chạy ra đón ông trong cứu vô cái ông hết hồn nó chờ ông trong cứu gì mới mấy ngày hết rồi Dịnh buông cái đầu của ra đi, dịnh hai cái da. Ừ, muốn để giấy này ra bỏ đi. Ừ, ừ dịnh được rồi. Khói kẻ. Đau chưa? Hết rồi. Hết rồi. Anh nghe không? Ôi em bé. Cái này mà bắt nó chỉ rồi hết. Rồi. Rồi ngồi yên nè. Rồi. Rồi. Rồi ngồi nha. Ừ. Rồi ngồi vậy đó. Ừ. Hết rồi. Rồi thử ngồi cái, thử ngồi cái. Ừ. Thử ngồi nha, tự giữ thăng bằng nha. Mình cứ gớt á. Tự giữ thăng bằng. Rồi xích vô. Lấy hai chân gian ra, xa xa ra. Ừ, rồi được rồi. Thôi với chung nghiệp mẹ ơi, tao thấy thì chung nó đồng mày rồi tóc con rồng. Có gì mà đã bệnh đâu. Ừ. Gặp tai biến này là một người nằm là hai ba người chăm sóc. Ngồi vậy đó. Người chăm sóc đâu có nổi. Hai ba người. Em có ai chở cho nổi. Dạ. Bao nhiêu người đây ủng hộ tinh thần mình đã gắn lên. Cố gắng lên. Đó, có bà Sáu Liệu nữa đó. Bà Sáu Liệu là phái động không chào luôn á. Cái bánh muốn vô rồi, vô ấy rồi. Cố gắng lên. Gắn lên trong vòng một tháng đó. Một phút. Đi ra đây mà thấy lộ ra đón là ok rồi đó. À, mà mốt lưng đi lại là chỉ ngồi đón ngồi uống nước. Kêu ông xã cho mần mồi ra nhậu thôi. Hồi đó tôi ra ngãn đi gì không làm chắc không phải mà nhân dân đi hả? Vô rồi là gì đó, gì đó hả? Cái trên cái con bà này bà chết đó, tôi gắn gọi ở nhà cũng rồi. Rồi đó, ngồi giữ rồi đó. Vậy đó, gắn lên nha. Có gì cũng bị một lần rồi. Phúc, lên lên, trên người lên, trên người lên. Bị tai biến ha. Cố gắng lên, phúc, phúc, phúc. Tự ngồi vững nha. Nha, không phải dân xin rượu đâu mà giả cái băng cái lại à. Kiếm mua cái đồ băng tay băng ra. Rồi. Có tôi lại buổi sáng nào cũng cung cung lại cho cũng bóp tay nào buổi sáng nào cũng bóp lại. Yeah. Kìa con trai lại kìa, nó con trai lại kìa. Đó, à, có con trai lại không nào? Trai Thiên Phước này là tôi vừa đặt tên cho Thiên Phước á. Cuối sống bắt trong bụng mẹ ra lấy cho nhà. Thiên Phước lại rồi, Thiên Phước lại rồi.
khỏe chưa, thấy con khỏe rồi chưa, đó nhìn con về cả nhà à. Rồi sao nè, sao nè, sao nè, sao nè, khỏe chưa? Mà thấy sao, thấy bây giờ thấy con người sao? Khỏe trong mình. Cái mặt hồng hào lên ha, thấy cái da mặt nó không hồng hào. Ừ. Nó có hồng hào, nó hơi đỏ. Mắt tươi tỉnh lên. Mắt tươi tỉnh lên. Mắt nó tươi cho thân bẩm bạc. Ráng làm vài lần cũng được. Vậy hả? Tươi hơn hơn bữa bệnh viện. Bệnh viện giờ rất là yếu cô. Mặt xanh xao, không có sức sống. Bây giờ thấy mới hạt hồng hào lên. Thấy cái gì sự sống bồi dưỡng rồi ăn. Chỉ ăn bồi dưỡng vô. Bữa nay cái này là tôi lo này nha. Đó mà đã xanh bữa này lần đầu cũng gặp. Cái này có thể chút. Cũng hôm mai 21 ngày đó. Rồi cho chị nằm ở đây. Đó mổ bắt con nghe đó. Rồi cho chị nằm. Ừ đúng rồi, mổ bắt con á. Rồi nằm nghỉ đi, rồi cũng quả gì bữa nay. Thả qua thầy. Để có chia sẻ cho tạm dừng nha cả nhà. Mọi người làm video tiếp theo. Cái này có thức rồi chứ, mới bọc nữa hả? Không có đâu, tại vì không có thế. Thơm ơi.